Xin chào mừng quý thầy cô đến với kênh Học Liệu Tiểu Học. Kính thưa quý thầy cô, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 thì các em học sinh phải nghỉ học vài ngày để giúp học sinh ôn tập củng cố kiến thức, thì hiện nay rất là nhiều thầy cô chúng ta sử dụng các cái biện pháp khác nhau, như là sử dụng phần mềm Camtasia để tạo bài giảng từ file PowerPoint để hướng dẫn ôn tập cho các em, hay là sử dụng cái Google Classroom để tạo lớp học online. Hoặc là có thầy cô thì chúng ta sử dụng VNPT e-learning của cái tập đoàn viễn thông VNPT cung cấp, vân vân. Trong đó có rất là nhiều thầy cô chúng ta sử dụng cái phần mềm Zoom để tạo lớp học trực tuyến, ôn tập kiến thức cho học sinh. Phần mềm này nó có nhiều cái công cụ rất là mạnh và hỗ trợ tốt cho thầy cô trong quá trình chúng ta tổ chức giảng dạy trực tuyến. Tuy nhiên không phải thầy cô nào chúng ta cũng khai thác và sử dụng hết các cái chức năng của cái phần mềm này. Và để tạo điều kiện thuận lợi cho thầy cô, chúng ta có thể tổ chức lớp học online giống như phần mềm Zoom, nhưng mà chúng ta không cần phải cài đặt phần mềm, rồi chúng ta không cần phải nhập cái số ID đó là cái phần mềm hay là cái trang web nào, thì sau đây xin mời thầy cô chúng ta theo dõi. Trước tiên thầy cô chúng ta mở cái trình duyệt lên và chúng ta đăng nhập vào cái thanh tìm kiếm với tên là Meet. Meet.bestmap. .vn. Đó. Rồi sau đó một cái giao diện của trang web hiện lên. Thì xin thông tin đến thầy cô, đây là cái trang web thuần Việt, là của cái người Việt mình tạo hả thầy cô. Cái trang web này nó hỗ trợ rất là nhiều ngôn ngữ hả thầy cô. Chúng ta có thể click vào cái chỗ cài đặt nè, để chúng ta cài đặt cái ngôn ngữ. Cái này là mình chạy thử âm thanh ha, chạy thử âm thanh. Còn các cái camera này thầy cô chúng ta có thể để mặc định. Đó, mình có thể chạy thử âm thanh, chúng ta thử âm thanh được không? Đó, như vậy là ok, âm thanh là tốt. Rồi nếu mà chúng ta có thay đổi cái ngôn ngữ thì chúng ta click vào thêm nè. Đó, thêm đây ngôn ngữ, mình đang chọn tiếng Việt nên là nó hiện tất cả những cái lệnh đều bằng tiếng Việt hết. Nếu mà thầy cô sử dụng tiếng Anh thì chúng ta chọn lại tiếng Anh. Đó, rất là thuận lợi. Thì tiếp theo chúng ta sẽ nhập cái nội dung của một cái lớp học hoặc là nội dung của một cái cuộc họp. Ví dụ ở đây tôi sẽ nhập cái nội dung của cái lớp, ví dụ mình tạo cái lớp học gì thì chúng ta sẽ nhập cái nội dung đó. Ví dụ tôi tạo cái lớp là ôn tập toán, ôn tập toán 5 đó, thì chúng ta nhập vào đây ôn lớp ôn tập thiếu gì ôn rồi lớp ôn tập toán 5 đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm vào bắt đầu. Rồi, như vậy là mình đã vào được cái giao diện chính của trang web hả thầy cô. Thì ở đây sẽ hướng dẫn quý thầy cô và chúng ta khai thác các cái tính năng của cái trang web BMIT này. Thì nó có một số cái tính năng tương tự như ở bên phần mềm Zoom. Tính năng trước tiên là cái thầy cô nhìn nè, nhìn ở bên trái ở phía dưới màn hình. Đây là cái tính năng là share screen giống như ở trong cái phần mềm Zoom á. Ở đây là chia sẻ màn hình. Thì cũng giống như cái phần mềm Zoom, thì nếu mà chúng ta muốn chia sẻ màn hình với các em thì chúng ta click vào đây. Ví dụ trong cái quá trình giảng dạy chúng ta muốn cho các em xem video để làm rõ thêm cái nội dung của bài dạy, hoặc là xem file PowerPoint để các em hiểu thêm về cái nội dung kiến thức nào đó, thì chúng ta chia sẻ màn hình bằng cách chúng ta click vào đây. Nó cũng rất là hay, giống như cái phần mềm Zoom hả thầy cô. Rồi cái nữa là biểu tượng giơ tay nè. Đấy, trong quá trình học thì các em nó muốn giơ tay thì nó click vào đây.
để tiếp vào đây. Thì các em nó cũng có thể trao đổi với giáo viên trong quá trình học tập, thì các em click vào biểu tượng này nè, mở đóng cái cuộc thoại, chúng ta click vào đây để các em nó nhập. Đó, sử dụng cái tên chat cái nội dung gì thì các em click vào đây. Rồi cái tiếp theo nữa đó là biểu tượng micro, là tắt bật cái tiếng. Nếu mà chúng ta click vào đây thì mình đã tắt tiếng, thì quý thầy cô chúng ta nói các em học sinh nó sẽ không có nghe rõ, nó không có nghe được luôn, tại vì chúng ta tắt âm thanh rồi. Còn ở đây là biểu tượng chúng ta thoát, bấm vào đây là chúng ta kết thúc một cái buổi học, kết thúc một cái buổi họp. Tiếp tục là tắt bật camera, nếu mà chúng ta click vào đây thì chúng ta sẽ tắt camera. Chúng ta bấm thêm cái nữa để cho nó bỏ cái gập xéo này nè, thì nó sẽ mở lại camera cho mình. Đó. Cái này cũng rất là thuận lợi ha thầy cô. Rồi ở đây là cái màn hình, màn hình mở đóng xem dưới cái dạng lưới. Dạng lưới là nếu mà các em học sinh nó đã tham gia lớp học rồi thì chúng ta bấm vào đây để chi, để cho nó hiện, để cho nó hiện, để mình thấy các em học sinh nó đã tham gia. Rồi chữ Y này nè, chữ Y này là nó hiện cái đường link để mình copy, mình gửi cho các em học sinh. Ở đây thì thầy cô chúng ta lưu ý, chúng ta có thể tạo cái mật khẩu bằng cách là thầy cô chúng ta bấm add mật khẩu nè, tức là thêm mật khẩu. Rồi chúng ta đặt mật khẩu, thì khi học sinh nó nhấp vào đường link này muốn tham gia lớp học thì buộc các em phải nhập mật khẩu. Nhưng mà để cho thuận lợi thì thầy cô chúng ta cũng có thể là không tạo mật khẩu, bằng cách là chúng ta chỉ sao chép, chúng ta click vào sao chép nè. Đó. Sau đó chúng ta sẽ gửi cái đường link này qua Zalo, qua email, qua Facebook. Thì lúc đó các em chỉ việc click vào cái đường link này là các em sẽ tham gia lớp học. Đó, thì ở đây mình sẽ thực hành thầy cô, mình sẽ thực hành mình gửi cái đường link này qua email đi. Đó, tôi sẽ mở cái hộp thư email lên. Ví dụ như là mình cứ đặt như lớp ôn tập toán, rồi mình đặt nè, các em hãy click vào địa chỉ dưới đây để tham gia lớp học. Đó, hồi nãy mình copy rồi thì chúng ta dán vào đây. Thì để cho nó gọn thì mình bỏ hai cái dòng này đi, mình chỉ còn lại cái đường link thôi. Sau đó chúng ta bấm gửi cho các em học sinh. Đó. Đó, thì lúc này các em nó chỉ việc là mở cái email lên và click vào cái đường link đó là các em sẽ tham gia lớp học. Hoặc là nếu thầy cô chúng ta gỡ qua Facebook, gỡ qua Zalo thì cũng vậy, các em sẽ mở các cái ứng dụng này lên, sau đó các em click vào thì các em sẽ tham gia học ngay. Nó cũng rất thuận lợi các thầy cô. Bây giờ tôi sẽ thử nha, tôi sẽ thử mở cái đường link mà giáo viên đã gửi cho các em học sinh qua email. Tôi sẽ mở lên để thực hành cho thầy cô chúng ta xem cho nó rõ hơn. Rồi, như vậy là tôi đã nhận được cái email của giáo viên gửi rồi nè thầy cô. Đó, ôn tập lớp 5 do mình quay gì nên nó quay ngược nên thầy cô chúng ta nhìn không rõ. Rồi bây giờ tôi sẽ mở ra. Đó, và thầy cô chúng ta xem nè. Đây, nó có cái đường link nè, nó có đường link ở dưới. Đó, chúng ta chỉ việc click vào được cái đường link này. Thank you.
đây là cái màn hình của giáo viên ha thầy cô. Mi nè, Mi là màn hình của giáo viên. Đây là màn hình của học sinh. Thì chúng ta click vào đây để chúng ta thấy tất cả các em học sinh nó tham gia lớp học. Như vậy là các em học sinh nó đã tham gia được rồi nè thầy cô. Đây là màn hình của học sinh, ở dưới này là màn hình của giáo viên. Vậy ở đây là có 3 người nè, thống kê là có 3 người đã tham gia. Có nghĩa là tôi gửi ra qua cái mail của trường thì cũng có ai đã click vô đây rồi, nên nó hiện nè, nó hiện ở đây. Rồi như vậy ha thầy cô. Rồi thì thầy cô muốn share màn hình thì chúng ta click vào đây, thì chúng ta mở trên máy tính mình cái file gì thì ở trên cái điện thoại của mấy em á, trên máy tính của mấy em thì nó sẽ hiện y như vậy. Và bây giờ tôi sẽ thoát cái màn hình của học sinh đi ha, để hướng dẫn thầy cô nó rõ hơn. Bây giờ mình cho cái anh này ảnh ra luôn đi. Mình muốn cho anh nào ra khỏi lớp đó, thì mình đẩy anh nói ra. Rồi tiếp tục nữa là hướng dẫn quý thầy cô những cái tính năng tiếp theo, bằng cách là chúng ta click vào cái ba cái dấu chấm này nè. Thì ở trên xuống dưới là chúng ta thấy nè, chỉnh chất lượng. Ở đây có nghĩa là chúng ta điều chỉnh chất lượng cái hình ảnh, nó có các cái mức độ khác nhau. Đó là chỉ có âm thanh, phân giải thấp, phân giải SD thì nó không rõ bằng HD. Chúng ta chỉnh cái mức cao nhất là hình ảnh video HD nó sẽ rõ. Mình hiện nay là HD nên chúng ta cứ để mặc định là HD. Rồi xem toàn màn hình, nếu mà chúng ta click vào đây thì nó sẽ xem toàn màn hình, nó bung màn hình ra. Rồi chia sẻ qua YouTube, chúng ta click vào đây thì chúng ta click vào chia sẻ thì sẽ chia sẻ cái hình ảnh này qua cái YouTube, nếu mà chúng ta có cái kênh YouTube. Rồi ở đây My Background này. Nếu mà chúng ta click vào đây thì các cái ảnh nền, các cái ảnh background ở phía sau mình đó, nó sẽ bị mờ đi. Để chúng ta click thử. Đó, thế này con, chỉ còn nhìn thấy hình ảnh của mình thôi, còn các cái hình ảnh ở ngoài phía sau nó bị mờ hết rồi, nó bị che mờ hết rồi. Đấy, còn mình muốn, nếu mà mình muốn khôi phục lại, mình cho cái thấy cái hình ảnh nền ở phía sau thì chúng ta click vào Disable Background. Đó, thì nó sẽ trở lại lúc đầu. Rồi ngoài ra thầy cô muốn cài đặt thêm các cái tính năng nào nữa thì chúng ta click vào đây. Cài đặt thì mình đã cài đặt rồi như lúc nãy rồi. Rồi mute everyone có nghĩa là chúng ta tắt cái âm thanh của tất cả cái mọi người tham gia. Nếu mà chúng ta click vào đây thì chúng ta sẽ tắt cái âm thanh, tắt cái tiếng của mọi người. Rồi thống kê có nghĩa là thống kê các cái diễn giả. Chúng ta click vào đây để chúng ta thống kê xem coi có ai cái tham gia lớp học cái này á. Rồi xem phím tắt này, đây là những cái phím mà nếu mà cần mở cái ứng dụng nào đó nhanh á thì thầy cô chúng ta click vào đây chúng ta lưu lại. Ví dụ nè, dơ hoặc là hạ tay thì chúng ta có thể bấm phím R. Rồi ấn chuông để nói chuyện thì chúng ta có thể bấm phím Space. Vân vân. Thì thầy cô chúng ta cũng có thể lưu lại cái nội dung này để chúng ta sử dụng cho nó nhanh. Thay vì chúng ta thao tác thì chúng ta sử dụng các cái phím nóng ở trên cái bàn phím của mình thì nó sẽ rất là nhanh. Đó. Thì có lẽ đó là một trong những cái nội dung cơ bản nhất khi mà chúng ta sử dụng trang web BMIT để tổ chức giảng dạy online nhằm ôn tập kiến thức cho các em học sinh. Có thể giúp cho thầy cô chúng ta tổ chức cái lớp học online giống như cái phần mềm Zoom. Nó có thể tương tác được giữa giáo viên và học sinh. Thì trên đây mình đã giới thiệu thêm đến với thầy cô một cái biện pháp mà chúng ta có thể tổ chức lớp học online nhằm ôn tập kiến thức cho các em học sinh. Đó là tổ chức qua cái trang web BMIT. Đây là cái trang web của người Việt của mình. Nên thầy cô chúng ta
hãy tham gia, chúng ta cứ mạnh dạn tham gia. Và đặc biệt là nó có nhiều những cái tính năng giống như cái phần mềm Zoom cũng rất là hay, rất là hữu ích thầy cô. Thì thầy cô chúng ta hãy mạnh dạn sử dụng cái trang web này để chúng ta tạo lớp học online. Thì cuối cùng chúc quý thầy cô chúng ta sẽ áp dụng, chúng ta sử dụng cái trang web này rất là một cách hiệu quả nhất, và chúng ta sẽ có những cái buổi học, buổi họp trực tuyến ở trường thật là hiệu quả. Xin được chào quý thầy cô và hẹn gặp lại quý thầy cô trong các video sau.